Liên tục di chuyển đoạn đường dài, voi con sống sức thấy rõ. Nó dần dần bị tụt lại phía sau. Đây là cơ hội không gì tốt bằng dành cho bầy sư tử đói. Thay vì săn bắt một con mồi nhanh nhẹn, chúng nhắm vào voi con là hợp lý. Đây vẫn chưa là thời điểm chín mùi để ra tay. Chúng cần di chuyển, bám sát theo mục tiêu thêm một lát nữa. Khi voi con bị cả đàn bỏ xa mới là thời cơ tốt nhất. Voi con đã đứng lại hẳn. Điều đó cũng làm cho voi mẹ bị chậm theo. Mất đi sự bảo vệ của đàn, voi mẹ đơn độc phải làm sao đây? Cuộc săn bắt đầu. Nhiệm vụ của bầy sư tử bây giờ là quá dễ dàng. Chúng chỉ cần kích động, lôi kéo voi mẹ khỏi con non. Những kẻ đi săn tập trung dày đặc ở phía trước để thu hút voi mẹ. Trong khi vẫn có kẻ ở phía sau chờ cơ hội tấn công voi con. Voi mẹ tuy to khỏe nhưng chậm hơn. Đặc biệt đứa con của nó vẫn còn rất nhỏ để phối hợp. Nó rống lên để dọa những con mèo lớn này. Nó không thể lựa chọn tấn công, vì tấn công sẽ làm nó mất kiểm soát với voi con. Tính ra, nó là một bà mẹ rất bản lĩnh và vô cùng khôn khéo. Mục tiêu của nó là luôn đảm bảo voi con ở gần mình nhất. Nấp dưới bọn mẹ là một sự thông minh. Voi con sẽ liên tục di chuyển theo bước chân của mẹ. Chỉ cần con sư tử nào áp sát, voi mẹ sẽ dùng vòi quất. Mọi đòn tấn công của sư tử bị bức tường khổng lồ chặn đứng. Không thể tách voi mẹ khỏi con, kế hoạch đi săn của bầy sư tử bị phá sản. Sư tử cái, những tay thợ săn cừ khôi nhất bắt đầu nản lòng. Chúng đủ thông minh để nhận ra sớm kết cục. Chúng không thể vượt qua được voi mẹ, trong khi voi con không phải hoàn toàn kiệt quệ. Voi con vẫn còn khá nhiều sức để đeo bám voi mẹ. Bà mẹ khổng lồ đánh bay con sư tử độc cuối cùng. Hai mẹ con nhà voi chính thức an toàn rời đi.